chào mừng các bạn đã đến với kênh Cuộc Sống Quanh Ta. Kênh Cuộc Sống Quanh Ta chia sẻ về những chuyến đi du lịch, những món ăn và các loại hoa các bạn nha. Mến chào các bạn. Các bạn ơi, ở trên tay mình đây là một nắm lá ngải cứu này các bạn. Cái loại rau này, cái lá của nó hơi giống như là rau cải cúc đó. Nhưng mà nó có một cái mùi vị nó đặc trưng của cái loại rau ngải cứu này. Nó có cái mùi nó hơi hắc hắc này các bạn. Và bữa nay mình sẽ làm một cái món ăn bằng cái lá ngải cứu này. Thì cái món ăn của mình nó có cái tên gọi là rau ngải cứu đúc với trứng gà. Thì ở trên tay mình cái chỗ này là một nắm lá ngải cứu này các bạn. Mình nhặt những cái lá non ha. Rồi mình rửa sạch sẽ, mình bảy nước cho ráo rồi này các bạn. Cái chỗ này khoảng một nắm ha. Và ở bên này là khoảng 3 quả trứng gà này. Rồi mình có ít bột nêm, như mình có dầu ăn để mình chiên. Cái món ăn này á, thì nó vừa là món ăn mà nó cũng là một vị thuốc á các bạn. Khi mình ăn cái món này thì nó cũng có chữa bệnh ho hoặc là bệnh đau đầu nữa các bạn nha. Thì bây giờ là đầu tiên đó là mình sẽ cắt cái lá này ra nhỏ, mịn ha. Cắt đi cái đầu của nó đã. Cái món này mình làm nó cũng hơi giống như là cái món mà lá mơ các bạn. Như đầu tiên là mình sắt nó thiệt nhuyễn ra luôn này các bạn. Và mình cứ cắt như vậy cho nó hết cái nắm lá rau này nha. Sau khi mình đã sắt nhuyễn cái lá của cây ngải cứu ra rồi thì mình cho nó vô một cái tô này các bạn. Rồi bây giờ mình đập trứng gà vô này. Mình đập luôn 3 quả vô luôn nha. Và mình cũng cho vô đây một xíu bột nêm, khoảng một muỗng nha. Và mình dùng đũa để mình đảo cho nó đều. Nó đều cái lá của rau ngải cứu với lại trứng với bột nêm cho nó đều. Mình bật bếp lên nè các bạn. Mình bắt cái chảo lên rồi mình cho khoảng hơn một muỗng dầu ăn vô nè các bạn. Mình láng cho nó khắp cái mặt chảo. Và mình đã thấy dầu ăn nó sôi sôi rồi nè các bạn. Mình sẽ cho cái chỗ lá ngải cứu mình cắt nhỏ mình trộn với trứng vô ha. Mình dùng cái muỗng này để mình dàn ra nè các bạn. Dàn ra cho nó đều ha. Đều khoảng cỡ cái bề mặt của cái chảo này. Dàn đều đều ra. Mình cho lửa nhỏ nhỏ thôi để cho nó kịp chín á, mà nó không bị cháy nha. Rồi như vậy là mình cứ để vậy mình chiên cho nó vàng hết một mặt bên kia nha. Sau khi mà mình đã chiên vàng được một mặt này này các bạn, mình sẽ dùng cái sạn này này các bạn để mình trở lại mặt kia ha. Đó, các bạn thấy không? Nó rất là đẹp luôn. Và mình cũng dùng cái sạn này để mình ấn xuống cho nó khô nước á. Cho những cái nước mà nó còn nằm trong này cho nó khô nha. Và nó chín thêm cái mặt kia nó cũng được vàng như mặt này này. Và mình cũng đậy nắp lại. Mình cho nhỏ nhỏ lửa thôi các bạn. Để nó chín riu riu thì nó mới chín kỹ bên trong nha. Ồ, cái mặt sau này nó cũng đã chín tốt này các bạn. Như vậy là cái trứng mà mình chiên với lại cái lá ngải cứu đã được rồi nè. Và mình tắt bếp này các bạn. Mình sẽ múc nó ra ngoài dĩa ha.
Rồi mình để ở đây một chặp để cho nó hơi nguội nguội, rồi mình cắt nó ra thành từng miếng nhỏ rồi các bạn nha. Mình sẽ dùng kéo các bạn để mình cắt cho nó thành những cái miếng nhỏ nhỏ nha. Phía này thì cắt này lại ra làm mấy phần để cho nó nhỏ. Cái này một miếng thôi. Thì cái miếng to mình cắt lại thêm xíu nữa ha. Đây các bạn thấy không này? Khi mà mình đúc như vậy mình thấy cái ruột của nó này, nó có cái màu xanh nó với cái màu vàng rất là đẹp mắt. Như vậy là sau khoảng cỡ 15 phút đồng hồ mình làm thôi là mình đã có được một cái món ăn là lá ngải cứu mình đúc với trứng gà. Món này cũng vừa là món ăn mà cũng là một vị thuốc nữa các bạn ha. Cái vị thuốc này là để chữa đau đầu và bệnh ho nữa. Mà khi ăn là mình chấm với tương ớt này các bạn, rất là ngon. Mến chào các bạn nha.